Vua Khang Hy, từ người con bị ghẻ lạnh đến hoàng đế vĩ đại nhất. Hoàng đế Khang Hy, vị vua nổi tiếng nhất của nhà Thanh, trị vì đất nước từ những năm 1661 đến năm 1722. Trong suốt 61 năm cai quản một vương triều của mình, vua Khang Hy có những chính sách phát triển mang tính tích cực và được nhân dân mến mộ. Ông được biết đến như một vị vua thông minh, một vị quân vương tài năng, lỗi lạc hiếm có trong lịch sử của Trung Quốc. Nào, hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu một vài thông tin về vị vua Khang Hy này nhé. Về tiểu sử, tên thật của vua Khang Hy là Ái Tân Giác La Thuyền Diệp. Ông sinh vào ngày 4 tháng 5 năm 1654 và là người con thứ ba trong gia tộc. Cha là Thanh Thế Tổ Thuận trị hoàng đế, còn người mẹ chính là Hiếu Khang Trương Hoàng Hậu. Lấy niên hiệu là vua Khang Hy nên ông còn được gọi một cái tên khác là Khang Hy Đế. Về tiểu sử, theo sử sách ghi chép lại thì hoàng đế Khang Hy chính là kết quả của một cuộc hôn nhân mang tính chính trị, gượng ép và không có tình cảm. Chính vì thế, kể từ khi chào đời cho đến khi lên ngôi, hoàng đế Khang Hy không hề được cha yêu thương mà thường xuyên bị ghẻ lạnh. Tuy nhiên, ông được bà nội của mình là bà Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu rất yêu quý và hết mực cưng chiều. Ngay từ khi còn nhỏ thì Huyền Diệp, tức tên thật của vua Khang Hy, đã tỏ ra là một người có tư chất thông minh và ham học. Cộng với việc được dạy dỗ chu đáo, cẩn thận, từ khi lên năm đã bắt đầu cầm sách vở để học tập nên càng được người bà của mình yêu thương và tin tưởng. Thế nhưng, trong khoảng thời gian đó thì Khang Hy lại mắc một căn bệnh gọi là đậu mùa. Đây được xem là một loại bệnh không thể chữa được vào thời điểm đó. Và nếu đã mắc thì khó có thể giữ được tính mạng. Tuy nhiên, bằng một phép nhiệm màu nào đó mà Huyền Diệp đã qua khỏi và thoát được cửa tử. Chính vì điều này đã khiến cha của ông đã chuyển từ thái độ lạnh nhạt sang ấn tượng và bắt đầu chú ý tới ông. Có lẽ là do thời đó, các vị vua thường hay chú trọng vào con trai để có thể nối dõi tông đường, mặc dù ông là con trai thứ ba của gia tộc. Về ngoại hình, theo ghi chép của một nhà Hán học, hoàng đế Khang Hy được mô tả như sau. Ông là một người tương đối cao và có thân hình cân đối. Ông rất thích các môn thể dục hay luyện tập dành cho phái nam và dành hẳn tới 3 tháng mỗi năm để săn bắn. Mắt ông to và sáng bừng cả mặt, có thể thấy vài đốm nhỏ do di chứng của bệnh đậu mùa. Nếu đã nghe đến đây mà bạn vẫn chưa biết vua Khang Hy là ai, thì mình xin nhắc đến một cái tên là Ngao Bái. Vua Khang Hy chính là vị vua đã diệt gian thần Ngao Bái này. Câu chuyện này có thể tóm tắt như sau. Vào năm 1662, khi cha của vua Khang Hy, Thuận Trị Đế băng hà, thì ông đã lên ngôi kế vị, chỉ mới 8 tuổi. Trong triều lúc này thì chính sự do 4 đại thần phụ chính lo liệu. Trong 4 vị đại thần đó, Ngao Bái là người có nhiều chiến công nhất và được phong thưởng nhiều nhất, nên đã tỏ ra ngang tàn và xem thường vua Khang Hy. Vị đại thần thứ hai tên là Sách Ni, tuổi già lắm bệnh nên ngại việc, ít tham gia chính sự. Đại thần thứ ba là Ác Tất Long, tính tình mềm mỏng, ngại va chạm, không muốn gây xung đột. Chỉ còn lại một đại thần là Tô Khắc Tá Cáp. Ông này thì ít tiếng nói và ít quyền nhất, nhưng tính tình cương trực, thẳng thắn, công khai chống lại Ngao Bái. Vào năm 1666, Ngao Bái đã giết hại Tổng đốc Trực Khang Sơn Đông là Chu Xương Tô, Tuần Phủ Vương Đăng Liên. Lúc này thì Tô Khắc Tá Cáp lên tiếng, nhưng do ít kinh nghiệm là một mình chủ trương nên không chỉ đối đầu với Ngao Bái mà còn mâu thuẫn với Sách Ni, do đó bị cô lập. Sau này thì ông bị Ngao Bái vu khống buộc tội và ép vua Khang Hy ban lệnh xử tử. Về sau thì cả ba đại thần đều qua đời. Trong triều thì không còn ai phản đối Ngao Bái, vì vậy mà hắn ngày càng chuyên quyền. Những ai muốn tâu việc lên vua đều phải tâu qua hắn trước và đúc lót mới được cân nhắc. Không những thế, Ngao Bái còn duy trì đường lối chỉ dùng người Mãn làm quan, hạn chế dùng người Hán vào triều. Sự chuyên quyền của Ngao Bái khiến Khang Hy không hài lòng. Đến năm 1667, khi Khang Hy được 14 tuổi, đã tự mình đứng ra xem xét việc triều chính và muốn trừ bỏ Ngao Bái. Nhưng mãi cho tới năm 1669, vua Khang Hy hạ chỉ cách chức Ngao Bái, hạch ra hơn 30 đại tội và bắt Ngao Bái giam vào ngục đến suốt đời. Toàn bộ vây cánh của Ngao Bái cũng bị bắt giữ, những kẻ thân tín bị xử trảm. Về phần Ngao Bái thì sau này bị tống vào ngục, trở nên uất ức, không lâu sau thì cũng bị mắc bệnh mà chết. Từ đó, hoàng đế Khang Hy chính thức nắm quyền điều hành triều chính. Gia tội nổi tiếng tiếp theo về vua Khang Hy mà mình muốn nhắc đến chính là Cửu Phi Liên Châu. Trước giờ thì mọi người đã nghe tới rượu Khang Hy chưa? Một phần nó cũng bắt đầu từ giai thoại này. Vua Khang Hy được đánh giá là vị vua phong lưu đa tình nhất và háo sắc nhất nhà Thanh. Có người cho rằng Khang Hy đã thực hành chuyện chăn gối từ rất sớm. Vào năm 1665, tức khi mới 12 tuổi, thì vua Khang Hy đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý, cháu gái của Ngao Bái, vị đại thần nắm quyền sinh quyền sát trong triều mà chúng ta vừa tìm hiểu. Đặc biệt, trong số các phi tần của Khang Hy
có tới 4 cặp chị em, mệnh danh là Tứ Đối Tỷ Muội Hoa. Họ bao gồm 4 cặp chị em. Thứ nhất là Hoàng hậu Hách Xá Lý và em gái Bình Phi. Thứ hai, Nghi Phi và em gái Quý Nhân Quách La Lạc Thị. Cặp thứ ba là Hiếu Chiêu Hoàng hậu và Ôn Hy Quý Phi. Và cuối cùng, Hiếu Nhân Hoàng hậu và Đông Quý Phi. Tứ Đối Tỷ Muội Hoa này thường xuyên cùng nhau hầu hạ Khang Hy. Do hậu phi quá đông nên vị vua này cũng tranh thủ lâm hạnh tới 9 phi tần một đêm, và dân gian gọi đó là gia thoại Cửu Phi Liên Châu. Một đêm ân ái với 9 người. Cửu phi này bao gồm Tuệ Phi, Bình Phi, Lương Phi, Vinh Phi, Tuyên Phi, Thuận Ý Mật Phi, Thành Phi, Thuần Dụ Cần Phi và Huệ Phi. Cũng có một giai thoại khác tương tự là Bát Tần Lâm Ngữ, cũng diễn ra tương tự như vậy. Chỉ khác ở chỗ số sủng phi thị tẩm trong đêm chỉ là 8 người, nhưng 8 người này đều cùng mang tần vị. Theo Sina, các đại thần nhà Thanh đều biết sở thích phóng túng cũng như sự cường tráng của hoàng đế, nên đã thay nhau tiến cử các con em trong dòng tộc thông qua các cuộc thi tuyển chọn để bổ sung vào hậu cung. Có một lần thì Khang Hy đi Giang Nam vì say đắm vẻ đẹp của một nữ nhân mà đã ra lệnh đặt cách tiến cử người này vào hậu cung. Hoàng đế Khang Hy có tổng cộng 25 hoàng tử và 20 công chúa. Số lượng nữ nhân trong hậu cung mà Khang Hy để lại sau khi qua đời là rất lớn. Cũng theo Sina cho biết, hoàng đế Ung Chính, tức là con trai của Khang Hy, sau khi nối ngôi, vì để bảo vệ thanh danh cho cha mình, đã yêu cầu quan nội phủ xử lý hồ sơ trong hậu cung một cách thận trọng. Cuối cùng thì số phi tần chính thức được lưu trong sử sách chỉ là 55 người, nhưng nhiều người nghĩ con số thực tế phải là gấp mấy lần. Theo nhận định của các sử gia Trung Quốc, đối với vai trò trị quốc, vua Khang Hy là hoàng đế thông minh, tài hoa, cẩn thận, cần cù, can đảm và cầm quân giỏi, biết lo cho dân, xây dựng kinh tế tốt. Nhưng trốn hậu cung, Khang Hy không phải là người kiểm soát tốt ham muốn của bản thân. Cho đến những ngày cuối đời thì ông vẫn miệt mài gần gũi với các phi tần của mình. Hoàng đế Khang Hy cũng không quyết đoán được việc chọn thái tử lên ngôi, dẫn đến việc các con trai của ông chia bè kéo phái để tranh đoạt vương vị. Sự kiện này trong sử sách được gọi là cửu tử đoạt đích hay chính hoàng tử tranh giành ngôi báu. Và đó cũng chính là một vết ố lớn trong cuộc đời của ông. Giai thoại cựu tử đột đích. Mặc dù là người cầm quân rất giỏi, có thể dẹp yên những quân phiến loạn, còn về chuyện gia đình của vua Khang Hy thì có vẻ hơi lục đục. Trong số tất cả các người con trai của ông thì người con trưởng tên là Dận Thì, người con thứ hai là Dận Nhân. Ban đầu thì vua Khang Hy đã có ý định lập con thứ hai là Dận Nhân làm thái tử. Song Dận Nhân đạo đức kém, tính tình thì xấu xa, nên sau đó đã bị ông phế truất. Trước ngôi thái tử bị bỏ trống thì có 9 hoàng tử khác đã kéo bè kéo cánh để tranh giành ngôi thừa kế. Trong đó thì nổi bật lên các hoàng tử sau. Người thứ nhất chính là Đại A Ca Dận Thì, người thứ hai Tam A Ca Dận Chỉ, Tứ A Ca Dận Chân, Bát A Ca Dận Tự và Thập Tứ A Ca Dận Trinh. Bây giờ thì mình sẽ phân tích sơ qua những người này nha. Nói về con trưởng Dận Thì, khi vua Khang Hy lập Dận Nhân làm thái tử thì ông này không hài lòng và có ý đồ muốn giết Dận Nhân, nhưng đã bị vua Khang Hy nhìn ra. Ông còn cho người truy xét, điều tra âm mưu của Dận Thì. Sau này thì Đại A Ca Dận Thì vì bị buộc tội nên bị tước đoạt vương vị. Còn Tam A Ca Dận Chỉ là người không thông hiểu việc chính sự, cho nên cũng không được Khang Hy chú ý. Bát A Ca Dận Tự là một người khá nổi bật, ngoài ra còn được Dận Thì đề cử trước mặt vua Khang Hy. Dận Tự là một người chuyên tâm học hành, rèn giũa nhân phẩm, được vua Khang Hy chú ý và rất được yêu mến. Dận Tự được trao quyền hành trong triều rất lớn, đến nỗi khi Dận Nhân bị phế truất ngôi vị thái tử và bị nhốt tại dinh phủ thì Khang Hy đã trao quyền quản thúc Dận Nhân cho Bát A Ca. Thực ra thì sau này, tức là năm 1709, Khang Hy đế cũng phục vị thái tử cho Dận Nhân, nhưng 3 năm sau thì ông lại tiếp tục phế truất. Nói chung thì nhị A Ca Dận Nhân không có phẩm chất để làm thái tử. Tiếp tục sau sự việc anh trai cả Dận Thì bị giam lỏng thì Dận Tự là người có khả năng nối ngôi nhất. Tuy nhiên thì Khang Hy bắt đầu cảm thấy lo sợ vì tầm ảnh hưởng của Dận Tự ngày càng tăng. Và trước đó có một lời tiên tri nói rằng Dận Tự sớm muộn sẽ lên ngôi hoàng đế. Khang Hy nghĩ rằng Dận Tự sẽ có mưu đồ làm phản nên đã ra lệnh xử tử. Tuy nhiên may mắn đã nhờ Cửu A Ca và Thập Tứ A Ca xin cha nương tay. Cuối cùng Dận Tự cũng giữ được mạng sống, nhưng đã bị tước hết danh hiệu và không còn được tin tưởng. Cuộc chiến tranh ngôi bây giờ chỉ còn lại Tứ A Ca và Thập Tứ A Ca, Dận Chân và Dận Trinh. Với hai người này, sử sách ghi lại còn rất nhiều tranh cãi, nhưng đại loại là như thế này: người mà Khang Hy muốn trao quyền chính là Thập Tứ A Ca,
Điều này có viết rõ trong di chiếu, lời trăn trối cuối cùng của hoàng đế. Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng Tứ A Ca, tức hoàng đế Ung Chính sau này, đã liên kết với Long Kho Đa chỉnh sửa di chiếu. Vì cơ bản, cách đọc của thập tứ và tứ là khá giống nhau, với cách viết chỉ thêm một chữ thập. Tuy nhiên thì sau khi lên ngôi, Tứ A Ca lấy danh hiệu là Ung Chính cũng đã thể hiện được tài năng của mình, nên lịch sử cũng không nói gì thêm. Ở đây cũng cần nói đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa vua Khang Hy và Càn Long. Lần đầu tiên gặp Càn Long lúc 12 tuổi, vua Khang Hy lại kinh ngạc tới nỗi buông ly rượu trên tay. Trong lịch sử Trung Quốc, ba vị vua xuất sắc nhất của thời nhà Thanh là Khang Hy, tới Ung Chính, tới Càn Long. Thì Càn Long được xem là con át chủ bài của Ung Chính. Lúc Càn Long được 12 tuổi, Ung Chính đã cố tình hai lần mời vua Khang Hy tới dự tiệc ở Hạnh Vương Viên. Và trong lần đầu tiên gặp mặt cháu trai của mình, Khang Hy đã kinh ngạc tới nỗi buông ly rượu trên tay xuống. Mặc dù chỉ mới được 12 tuổi, nhưng Càn Long đã có được tướng mạo khiến người khác kinh ngạc. Phần nữa, vốn tư chất thông minh hoạt bát, vẻ ngoài tuấn tú, mắt to có hồn, tướng mạo oai phong, có tố chất của một vị đế vương. Vì những điều này mà một phần Khang Hy đã rất yêu quý Càn Long từ lúc nhỏ. Càn Long còn khiến tất cả mọi người dự tiệc kinh ngạc vì đã đọc thuộc lòng một bài văn cổ. Sau buổi tiệc thì vua Khang Hy đã tự tìm Ung Chính để hỏi xin thần bát tự của Càn Long, đồng thời cũng dự tính tương lai cuộc đời sau này của Càn Long. Chính điều này cũng ảnh hưởng rất lớn tới việc Khang Hy chọn người thừa kế cho địa vị của mình. Và đó là một số câu chuyện nổi tiếng về hoàng đế Khang Hy. Còn rất nhiều giai thoại ly kỳ và hấp dẫn khác nữa, mình sẽ tổng hợp trong phần sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.